ta sẽ cùng nhau để công bố câu số 7 và câu số 8 hai lần. Và nếu chúng ta thực sự tin điều đó, hãy công bố với cả tấm lòng của chúng ta, với niềm tin của chúng ta về điều này. Bởi vì mục đích của chúng ta đến đây buổi sáng hôm nay, cũng như mục đích của chương trình này, tôi đã nói trước với lại quý ông bà anh chị em, không phải là đếm bao nhiêu người tới, nhưng mà tất cả những người tới sẽ không ai về tay không. Chúng ta tôn vinh Chúa của chúng ta. Amen của tôi quý ông bà anh chị em. The purpose of this event is not about counting how many people will come, but the purpose glorify God, glorify Jesus, welcome the Holy Spirit, and those who come will not go empty. Will not go empty. We are filled with the presence of God. Amen. Hallelujah. Let's do it one more time, twice. Okay. Number 7, verse 7 and verse 8. Câu 7 và câu số 8 hai lần nha quý bà anh chị em. Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên. Hỡi các cửa cổ kính, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Chính là Đức Giê-hô-va đầy sức mạnh và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh mẽ trong chiến trận. Amen. Cảm ơn Chúa lần nữa quý bà anh chị em. Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên. Hỡi các cửa cổ kính, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Chính là Đức Giê-hô-va đầy sức mạnh và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh mẽ trong chiến trận. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Chúng ta vỗ tay và cảm ơn Chúa vì ngài là Đức Giê-hô-va mạnh mẽ, đầy sức mạnh và quyền năng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Our God is mighty and powerful God. Amen. Hallelujah. Tôi xin mời tất cả chúng ta để tấm lòng và tâm linh của chúng ta nói kết với Chúa trong thời giờ này. Hãy nói với Chúa sự mong đợi của chúng ta với bạn chị em. Không phải sự mong đợi của đám đông, sự mong đợi của chính chúng ta. Sự mong đợi của chính chúng ta. Theo God's expectation, it's not about the crowd. Not about the crowd. It's about you. Between you and God. Between you and God. Between you and God. Giữa chúng ta với Chúa ở tại đây buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Oh hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ở khi là chúng ta, mỗi người trong chúng ta cùng đến với Chúa ở trong thời giờ này, và chính là cầu nguyện của mình. Amen. Amen. Đừng mong đợi ai sẽ cầu nguyện cho thay cho chúng ta trong thời giờ này quý bạn chị. Don't wait for someone else to pray for you. You pray. You talk to God. You connect with God. Yourself. Bất cứ ngôn ngữ nào chúng ta muốn nói chuyện với Chúa, chúng ta được tự do trong Thánh Linh ở tại nơi đây. Quý vị ở trên đường dây cũng giống như vậy. Tôi cũng khích lệ anh chị em để chúng ta cùng trong dòng chảy của Thánh Linh của Chúa. Yes. We are one in the Spirit, right here and right now. Amen. Oh Holy Spirit, you are welcome here. Yes. Oh Thánh Linh ơi, chúng con quan nghênh và chào đón Chúa. Chúng con quan nghênh sự hiện diện của Ngài. Chúng con trân trọng sự hiện diện của Ngài. Oh Holy Spirit, we love your presence. We love your revelation. Because we know that only you can reveal Jesus to us. Ồ Thánh Linh ơi, chúng con biết rằng chỉ có Ngài là đấng duy nhất có thể cho chúng con nhận sự mặc khải về Chúa Giêsu. Mà không ai có thể làm được điều đó. Và chúng con khao khát để biết Chúa Giêsu. Không phải biết về Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng con, nhưng mà biết Chúa Giêsu. Cũng giống như Phaolô đã công bố, sự nhận biết Ngài là quý hơn hết. Cảm ơn Chúa. Ô cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mọi thứ đối với Phaolô Chúa ơi là rơm rác, ông đã công bố điều đó. Buổi sáng hôm nay chúng con đang đứng ở tại đây, chúng con cũng công bố điều đó. Mọi thứ là rơm rác. Mọi thứ khác là rơm rác. Chỉ có Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu và lòng của chúng con khao khát được tôn vinh Chúa Giêsu bởi sự giúp đỡ của Ngài, Chúa Thánh Linh ơi, và sự mặc khải của Ngài. Ô cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Chúa. Oh hallelujah. Shabbat kurosha da da da. Oh shabbat kurosha da da da. Oh shabbat kurosha da da da. Oh hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Oh shabbat kurosha da da. Oh hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ô cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Nguyện tham viên vào trong lòng của chúng con một cách riêng tư ở tại đây buổi sáng hôm nay và chọn thời gian còn lại của chúng con. Chúng con không muốn tạo nên sự kiện. Chúng con không cần sự kiện. Chúng con cần Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ôi, chúng con khao khát Ngài. Hơn bao giờ hết chúng con khao khát Ngài. Hơn bao giờ hết tất cả chúng con cần Ngài trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Nguyện Ngài tuôn đổ sự hiện diện của Chúa. Nguyện Ngài sức dầu mới của Chúa ở trên đời sống của chúng con. Bởi sự sức dầu trong Thánh Linh của Chúa, chúng con sẽ nhận sức mạnh siêu nhiên của Chúa, đánh đổ mọi đồng lý và bẻ gãy mọi ách của thế lực của sự tội tập. Có kinh nghiệm sự tự do ở trong Chúa Giêsu, kinh nghiệm sự tự do trong Thánh Linh của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Yes. Amen. 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 Hallelujah. Oh, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ô, thánh linh đi dấu của chúng con. Bất cứ điều gì mà Ngài muốn làm ở tại đây và trong suốt thời gian này, là Chúa xin hãy làm. Xin hãy làm. Nguyện ý thánh tốt lành và trọn vẹn của Chúa được thực thi. Và buổi sáng hôm nay chúng con đặt viên gạch của niềm tin để đón nhận lấy mọi điều tốt lành nhất từ nơi Chúa. Ngài sẵn lòng để cho chúng con sự tốt nhất. Oh Holy Spirit, we just want to thank you. Thank you first. By faith we receive your best. Your best. Not good, not better. Your best. Your best. Ôi Chúa ơi, bởi đức tin chúng con xin nhận lấy sự tốt nhất từ nơi Chúa. Nhận lấy sự tốt nhất từ nơi Chúa. Chính vì vậy mà Chúa ơi, tất cả chúng con, tất cả những điều gì tốt nhất ở trong chúng con sẽ cho sự vinh hiển của Ngài, cho sự cao cả của Ngài. Yeah. Our utmost for your highest as we worship you. May the name of Jesus we be lifted up high, high, high to the highest place. Nguyện danh của Chúa Giêsu được tôn cao giữa vòng chúng con ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Ở trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con trói buộc tất cả mọi sự cản trở để lực của sự tội tập. Ở trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con trói buộc tất cả sự làm việc của các linh, các ác linh quê linh, tất cả những điều đó. Và bất cứ điều gì không đến từ nơi Chúa Trời, chúng con không chấp nhận điều đó. Và ở trong danh của Chúa Giêsu quyền năng chúng con quan linh linh sự sống của Chúa Trời, thần linh sự sống, thần linh khôn ngoan, thần linh năng lực của Chúa, thần linh quyền năng của Chúa, thần linh sự chữa lành của Chúa, thần linh sự mặc khải của Chúa sẽ đầy dẫy trên mọi đời sống của chúng con. Ô nguyện sự sức dầu của Chúa tuôn tràn ở trên mọi chúng con. Cảm ơn Chúa, cũng như sự sức dầu của Chúa tuôn tràn ở trên ban thờ phượng trong giờ này, tuôn tràn ở trên cô Sana và ông Bill và trong những ngày đến. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ô ngày bao phủ hết thảy chúng con ở trong dòng huyết quyền năng và linh nghiệm của Chúa Giêsu Christ, từ đến đầu cho đến trong chân, ở bên ngoài là bức tường lửa bảo vệ mọi chúng con, ở bên trong luôn sức để cuốn trôi tất cả những tội lỗi, mọi sự ô uế ở trong chúng con, và huyết của Chúa Giêsu thánh tẩy đời sống của chúng con, để lòng của chúng con mạnh mẽ và dạn dĩ đến gần với ngôi ân phước của Đức Chúa Trời ở trong thời giờ có cần này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và huyết của Chúa Giêsu Christ cũng tẩy sạch cuốn trôi tất cả những bệnh tật, mọi bệnh tật từ tâm linh, tâm hồn và cả thể xác của chúng con. Chúng con có một thân thể khỏe mạnh, linh hồn và thân xác của chúng con để hướng về Đức Chúa Trời, ca ngợi và thờ phượng Chúa trong sự hiện diện thánh. Cảm ơn Chúa trong sự hiện diện thánh của Ngài. Đó là điều mà chúng con khao khát. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Khi con bên em. Cảm ơn Chúa. Vỗ tay. Đừng ngồi xe xuống của chúng ta với bà chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Làm bất cứ thờ. Hết lòng người xe. Phàm vật chi thở, hãy hết lòng người khen Đức Thầy Hồn Bà. Phàm vật chi thở, hãy hết lòng người khen Đức Thầy Hồn Bà. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Psalm 150, verse 6. Every breath that I am able. Oh, we will sing the goodness of God. Father, as long as we live, as long as we have breath in our life, we want to pray. We want to declare your goodness. We want to live with your goodness.
want to walk with you. We want to serve with your goodness. Even though sometimes people are not with us, but that doesn't matter. Because we believe that you are. That's why we worship. That's why we serve. We are overcome. Because Jesus, you declare, I have already overcome the world. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã công bố một lẽ thật. Đó là hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên chính vì vậy chúng con là những người tin trong Chúa Giêsu. Bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con là những người thắng hơn thế gian. Chúng con là những người thắng thế gian. Chúng con là những người thắng thế gian. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu mà mình tin điều đó hãy công bố. Tôi là người thắng hơn thế gian. Tôi là người thắng hơn thế gian. Tôi là người thắng hơn thế gian. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Ôi Chúa ơi phải. Vì Ngài là đấng đắc thắng. Chúng con là những người giữ phần của sự đắc thắng. Thánh Linh ơi, một lần nữa chúng con quan ngưỡng sự hiện diện của Chúa tại đây buổi sáng hôm nay. Chúng con bắt đầu với Chúa. Chúng con đi vào trong khoảng giữa với Chúa và chúng con cũng sẽ kết thúc với Chúa. Và bởi vì Chúa là tốt lành cho nên khởi đầu, khúc giữa và khúc cuối luôn luôn tốt. Yes. Chúng con cảm ơn Chúa và công bố sự tốt lành của Chúa ở trên tất cả mọi chúng con. Ở tại đây, anh em chúng con đang có mặt ở trên đường dây, ở gần cũng như ở xa. Tất cả chúng con đều bơi lội ở trong dòng sông của sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ buổi sáng hôm nay, ở trong những ngày này mà thôi mà, cho những ngày còn lại của cuộc đời của chúng con. Ôi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con yên nghỉ. Yên nghỉ tâm linh của chúng con trong sự tốt lành của Ngài. We rest. We rest. We rest. We rest. We rest. In your goodness. We rest in your goodness. Yes. We rest in your goodness. Oh, we decide to rest in your goodness. Oh, chúng con quyết định ý nghĩ ở trong sự tốt lành của Chúa. Amen. Hallelujah. Oh, chúng con ý nghĩ tâm linh của chúng con ở trong sự tốt lành của Chúa. Oh, chúng con yên nghỉ trong sự tốt lành của Ngài. Yeah, we rest in your goodness. Oh, amen, hallelujah. Oh, Holy Spirit, we love you so much. Oh, hallelujah, chúng con yêu mến Ngài. Oh, chúng con yêu mến Ngài vì Ngài bày tỏ Chúa Giêsu chúng con. Oh, hallelujah. Oh, nguyện sự tốt lành của Chúa bao trùm hết thảy chúng con, từ ở bên trong đến ở bên ngoài, từ đến đầu cho đến cho chân, inside and outside, small, small. Amen. Thank you.
đầu phục Chúa. Hãy để tất cả những cái sự tức giận đó, để tất cả những sự tức giận đó, những sự phẫn nộ đó, được thay thế bằng sự tốt lành của Chúa. If in the past, maybe a long time ago, or even recently, you hold in your life the bitterness, even with God, with yourself, with any other people, let the goodness of God replace them all. He wants to heal you. Chúa muốn chữa lành chúng ta khỏi những rễ đắng, khỏi sự cay đắng nguyên bản. Và phương pháp đó chính là để sự tốt lành của Chúa chiếm hữu, để sự tốt lành của Chúa chiếm hữu. Let the goodness of God, let the goodness of God take control of your life. Hãy để sự tốt lành của Chúa chiếm hữu đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ô thân linh ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Vậy mình tấm lòng của chúng con mềm mại, nguyện Ngài sẽ cai xới chúng con bằng lời của Chúa xuyên qua cô Sana trong thời gian sau, để chúng con đeo đuổi, và trên hết tất cả một sự đeo đuổi, chúng con đeo đuổi trên Chúa. Oh God, like David said in Psalm 63, my soul chases after you. So in the name of Jesus, the mighty name of Jesus, I declare all of us here, we are God chasers. Trong danh Chúa Giêsu quyền này, chúng con công bố rằng tất cả mọi chúng con ở đây cũng như những người đang có mặt ở trên đường dây, chúng con là những người đeo đuổi Đức Chúa Trời. Linh hồn của tôi đeo đuổi Chúa. Ô cảm ơn Chúa, linh hồn của chúng con đeo đuổi Chúa. My soul chases after you. We are God's chasers. Chúng con là những người đeo đuổi Chúa trong cuộc đời của chúng con. Và chắc chắn thì chúng con đeo đuổi Chúa, phước hạnh và lòng thương xót của Chúa đeo đuổi một cuộc đời của chúng con, đi theo cuộc đời của chúng con đến mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa trước tất cả mọi điều. Mọi điều và ý định tốt lành và trọn vẹn của Chúa được thực thi ở trên mỗi chúng con và xuyên qua chương trình. Và nguyện danh của Chúa Giêsu được tôn cao, và chúng con tin rằng Ngài sẽ làm trỗi hơn những gì chúng con có thể cầu xin và suy tưởng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta bước ra khỏi chỗ của chúng đang đứng, bắt tay với nhau, chào thăm với nhau trước khi chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa được công bố. Và cô Hosanna, Chúa ban phước cho tất cả quý vị đang có mặt ở trên đường dây. Cảm ơn Chúa, amen. Chúa là tốt lành, God is so good, God bless you. Now worship Him. Amazing, all right, amen. God bless you, amen.
Hallelujah. 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 Rất vui gặp lại tất cả quý ông bà anh chị em. Dạ. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta có mặt ở đây. Và một điều mà tôi rất thích đó là thờ phượng Ngài. Vì Chúa Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Chúa. Và khi mà ma quỷ đến tấn công Chúa Giêsu á, cái câu cuối cùng Chúa nói là ngươi phải thờ phượng Chúa để Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ liền bỏ đi. Anh em có để ý câu đó không? Cho nên nếu chúng ta muốn vượt qua những nan đề, chúng ta muốn có một đời sống phước hạnh, hãy thờ phượng Chúa. Hallelujah. Yeah. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa thì thiên đàng hợp tập. Chúng ta thờ phượng Chúa thì thiên sứ của Chúa vây quanh chúng ta. Thì ma quỷ rất sợ những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thờ phượng với Chúa thì chúng ta đang liên kết với thiên đàng để hòa với muôn vàn thiên binh thiên sứ, 24 trưởng lão, 4 con sinh vật để thờ phượng Chúa. Thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy. Hallelujah. Ở thiên đàng thờ phượng Chúa 24/24. Cho nên ở dưới này chúng ta lo tập trước ha. Cho nên là ôi hát nhiều quá, nhức đầu quá, hát nhiều quá tôi mệt quá. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ Chúa để nói là Chúa ơi, con tập để thờ phượng Chúa vì con là người của thiên đàng. Hallelujah. Chúa amen. Cũng chưa có mặt lắm. Chúng con là người của thiên đàng. Ồ, cảm ơn Chúa, thiên sứ lắng nghe rồi đó ha. Nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để đọc lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thờ phượng Ngài rồi, bây giờ các thiên binh thiên sứ của Chúa đang hiệp với chúng ta đây và công bố lời của Đức Chúa Trời để đời sống của chúng ta được phước hạnh. Và chúng ta mở trong các vua nhất đoạn 19 câu 15 đến 21 và các vua nhì đoạn 2 câu 1 đến 22. Đây là chủ đề của Hội Thánh ở đây, là mục đích của Chúa cho chúng ta. Và trong những ngày qua tôi đã cậy ơn Chúa để chia sẻ về mục đích Chúa cứu chúng ta. Và ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta lại biết có mục đích của Chúa cứu chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không đeo đuổi để được sự tức dầu của Chúa và phục vụ Ngài. Thế bây giờ, kể từ giờ phút này, Hội Thánh này sẽ đầy người luôn, phải không ạ? Anh em có ao ước vậy không? Và năm nay là năm mà Chúa cứu cả dòng dõi. Năm nay là năm mà Chúa sẽ cho thịnh vượng về kinh tế để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu anh em muốn Hội Thánh của Chúa phát triển, anh em muốn gia đình của mình tin Chúa, hãy nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những con người theo đuổi mục đích của Chúa cho cuộc đời của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, để cho Hội Thánh của Chúa cũng như đất nước mà chúng ta đang sống. Hallelujah. Ngày hôm nay có rất là nhiều mục đích con người đeo đuổi. Và chúng ta thấy con cái của chúng ta nó đang đeo đuổi Internet, nó đang đeo đuổi Facebook, nó đang đeo đuổi những cái điều mà không thuộc về Chúa. Cho nên Chúa bởi sự yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài và những người cha, những người mẹ biết được mục đích của mình, thì năm nay là năm con cái của chúng ta sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa đang làm anh chị. Chúa đang thu hút rất là nhiều thanh thiếu niên vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ làm cho ma quỷ bị hổ thẹn. Chúa sẽ làm những điều vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của chúng ta. Cho nên hết hãy chúng ta hãy đồng ý với thiên đàng, hãy vào trong dòng chảy của Chúa để được hưởng những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi ân điển của Ngài. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc ở trong các vua nhất đoạn 19. Bây giờ chúng ta đọc câu 9 và câu 10 một lần nữa. 1, 2, 3. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng, hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng, nguyện sinh thần của thầy cảm động tôi bội phần. Eli nói với người rằng, ngươi cầu xin một sự khó, xong nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ác sẽ được như lời, bằng chẳng thì không. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong Hebrew. Và chúng ta sẽ có một câu quốc để chúng ta thấy rằng là mục đích của chúng ta đeo đuổi là ai. Hồi nãy đề tới của Chúa là một sự hồ có nhất cho chúng ta.
đó là chúng ta đến gót theo Chúa. Và trong câu gốc Hebrew đoạn 12 câu 2, nếu anh em có bài chúng ta sẽ cùng nhau coi ở trong bài, vì tức là thích để chúng ta theo dõi bài, ghi lại và có thể về nhà để chia sẻ lại cho người khác. Cho nên xin Chúa ngài cho để chúng ta có thể không ra về tay không, mà chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thần của Chúa vận hành trong chúng ta gấp đôi, để chúng ta chia sẻ cho tất cả những người nào mà Chúa cho chúng ta gặp. Hallelujah. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên và chúng ta công bố lời Chúa ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lại. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời. Hallelujah. Xin mời anh chị em ngồi. Chúng tôi rất là vui được có mặt ở đây. Happy to see you all. Và rất vui để gặp lại các anh chị em. So, và cảm ơn đại tớ của Chúa đã mời chúng tôi được đến đây. Và tấm lòng tiếp đãi khách của các anh em đã đối đãi với chúng tôi trong suốt gần cả tuần. Và tình yêu của các anh chị em giảm đến tấm lòng của tôi rất là nhiều. Cho nên tôi rất là vui được có mặt ở đây. The scripture says, mình lời của Chúa phán, how good and pleasant, thật là phước hạnh khi các anh chị em hiệp lại làm một với nhau. Và chúng ta ở đây. Cho nên chúng tôi rất là vui để có mặt trong buổi nhóm này. Và thật là phước hạnh ở trong Kinh Thánh nói là khi mà anh chị em được ở chung với nhau. Không phải là những người chỉ dự vào trong một buổi nhóm. Rồi không phải là những người chỉ đến trong một thời điểm rồi đi trong một thời điểm. Đó là những người không phải là họ ở. That's meeting or gathering. Cứ nghĩa là chỉ hiệp lại với nhau thôi. But he said those who dwell. Nhưng mà những người ở lại. Those who have such a love. Có tình yêu thương. For the word. Cho lời. For the presence of God. Cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. We've experienced the presence here in worship. Khi chúng ta thờ phượng, tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở đây rất là mạnh. Cho nên chúng tôi muốn ở với các anh chị em. Làm sao để ở với nhau? Không phải chỉ là buổi nhóm. Không phải để nói về một vấn đề gì. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng Ngài. Và chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài. Cho nên chúng ta có cơ hội ngày hôm nay. Và chúng ta đã được bước vào. Tôi cũng đã cảm nhận được, kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong lòng của tôi qua sự thờ phượng. Cho nên đến giờ chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời. Cho nên cầu nguyện để chúng ta được ở trong lời của Ngài. Và lời của Ngài ở trong chúng ta. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta có đi ra về thì lời của Chúa vẫn ở trong chúng ta, đi với chúng ta. Để Ngài dẫn dắt chúng ta. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ theo dõi qua sách của các vua nhất đoạn 19 câu 15 đến 21. Khi anh chị em đọc ở trong đoạn 19, chúng ta sẽ thấy rằng ông Eli, ông hầu về Chúa, là một tiên tri khoảng 25 năm. Anh em để ý điều này.
Nhưng mà đến thời điểm bà Jezebel có những lời để chống đối ông và muốn tiêu diệt ông, thì ông đã rất là sợ hãi và chạy trốn. Mặc dầu trước đó ông đã cần mình để lùi bước từ trời giáng xuống, và ông đã đi vào trong đồng vắng. Ở đây Chúa Ngài cho ông thấy rằng cuộc đời của ông chưa xong trách nhiệm. Cho nên ngày hôm nay Chúa Ngài muốn cho mỗi một chúng ta rằng Chúa chưa xong cho chúng ta. Và Ngài muốn sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta, vì ngay cả ông Eli là một tiên tri, nhưng mà ông cũng không thấy được những điều mà Chúa Ngài kêu gọi đang chờ đợi ông vì sự sợ hãi trong đời sống của ông. Ông sợ chết, cho nên ông phải chạy trốn vào trong đồng vắng. Và trong câu 15 đến 18, ngươi sẽ sức dầu cho Hazael làm vua Syri, Jehu con trai của Nimshi làm vua của Israel, Elishe con trai của Saphat ở Aben Mehola làm tiên tri thế cho người. Ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết, ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elishe giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối trước mặt ba anh, và môi họ chưa hồn đó. Tôi có kể cho các anh em có giấc mơ, và bây giờ ở đây lời Chúa Ngài xác nhận lại những điều trong giấc mơ của tôi. Đó là tôi trong giấc mơ tôi thấy tôi đứng như thế này. Thì trên bầu trời tôi thấy một người rất là to và rất là hung dữ. Và người đó nói với tôi rằng ta sẽ quét tên mục sư đó ra khỏi vùng trời này, nói chính xác tên luôn. Và tôi giật mình, tôi dạy tôi nói, ủa sao kỳ tôi, mình lại thấy chim bao như vậy? Nhưng mà sau khi tôi trỗi dậy, tôi nhận ra rằng mỗi một người, mà nhất là các đầy tớ của Chúa, nó không phải chỉ là trách nhiệm cho một nhà thờ, mà cái thẩm quyền của Chúa, cái ơn của Chúa đó cho người đó cả cái vùng trời đó. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ông Eli, ông là người Israel, nhưng bây giờ khi mà Chúa Ngài kêu gọi ông thì ông sức dầu cho Hazael làm vua Syri. Syri là dân ngoại. Và cho Jehu thì làm vua Israel, và cho Eli trước khi ông về trời hãy có một người để tiếp tục sứ mạng của Chúa cho Israel. Và ông Eli và Elise là người được Chúa sử dụng để thức tỉnh dân Israel, vì họ theo ba anh, họ thờ ác tật tê, họ giết con cái của họ, họ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài dùng những tiên tri đó cho phía Bắc để đem dân Israel trở lại với Ngài. Xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi cuộc đời của chúng ta, để cho chúng ta nhận biết rằng mình là dòng dõi tiên tri. Hallelujah! Kinh Thánh nói, không phải tôi nói. Khi ông Phi-rơ ông giảng, ông nói là các ngươi là dòng dõi của tiên tri. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết công việc và ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhìn dường như tối tăm, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn ngồi trên ngôi cai trị và không có gì là qua tầm kiểm soát của Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta thấy con cái của chúng ta đa số là nó hư. Các thanh thiếu niên ôm cái điện thoại, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức. Trong nhà anh em có vấn đề này không ạ? Cháu của chúng ta, con của chúng ta. Nhưng mà Chúa Ngài để dành 7.000 người chưa hồn tượng ba anh. Chúa sẽ để dành những con người kính sợ cho nên hội thánh của Chúa hãy cầu nguyện để những người đó xuất hiện. Và Chúa đang làm công việc của Ngài. Và trong các vua nhất đoạn 19, câu 19, chúng ta thấy tiên tri Eli chuyển giao chức vụ cho Elise.
Từ đó Eli đi gặp Elise, con trai của Sa-phát, đang cày có 12 đôi bò trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng trên mình. Chúa ngài nhìn thấy Elise đang làm việc. Cho nên những con người nào có lòng siêng năng, mặc dù mình chưa được ơn gì cả, mình chưa thấy những cái ơn nào rõ ràng, nhưng mà là những người có lòng để phục vụ cái gia đình, có lòng để phục vụ hội thánh, rồi đến thời điểm Chúa sẽ dấy người đó lên. Hallelujah. Cho nên anh em đừng bao giờ ngại, đừng những cái gì không khó trong đời sống của mình, Chúa ngài thấy và ngài sử dụng chúng ta. Và nếu anh em để ý trong Kinh Thánh á, chúng ta thấy những con người siêng năng á được đứng trước mặt các vua chúa, như bà Marie, hay là những người mà trong Kinh Thánh á, họ là những người đang có một đời sống bình thường, nhưng mà khi Thánh Linh của ngài đến, ngài sẽ biến cho người đó trở nên có một đời sống phi thường. Và ông Eli, ông quăng cái áo choàng cho ông Elise. Ở đây chúng ta sẽ đem những điều trong Cựu Ước vào trong Tân Ước và vào trong đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 20 câu 21, ngài là phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến 20, Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép xem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 2, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng kiến, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Vương quốc của Đức Chúa Trời luôn luôn phát triển. Cho nên Chúa luôn luôn muốn chuyển tải sự sức dầu của Chúa đến cho những người kế tiếp. Anh em có biết mình là người được Chúa sức dầu không? Nhiều người nói: ôi cô ơi, tôi không biết, tôi giờ già rồi, tôi không biết tôi có được sức dầu hay không. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu là đấng được sức dầu, và bất cứ người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu thì đấng sức dầu đó đang ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta là những người được sức dầu của Chúa. Và ở trong Esai 61 đó, khi mà thần của Chúa ở trên Đức Chúa Giê-xu, bây giờ thần của Chúa ở trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên ngài muốn sử dụng chúng ta như một chiếc bình để chuyển tải sự sức dầu của Chúa đến cho những người khác. Anh chị em có biết là mình có thể chuyển tải sự sức dầu đó đến cho con, cho cháu, cho rể, cho anh, cho chị, cho em, cho tất cả những người nào chung quanh chúng ta, vì đấng sức dầu đang ở trong chúng ta. Và khi mà chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời như một dòng sông sự sống ở trong chúng ta văng ra cho đến sự sống đời đời. Cho nên anh em cẩn thận đời sống của mình, mà cẩn thận môi miệng của mình. Vì chúng ta văng ra, nó thường qua từ môi miệng của chúng ta, qua ánh mắt của chúng ta, qua hành động của chúng ta. Cho nên những người được Chúa sức dầu xin sự vận hành của Chúa, giống như Esai 61, anh em về đọc Esai 61, thấy là tất cả những gì ở trong đó đang ở trong chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cho nên bởi quyền năng của ngài, giống như người đàn bà Samari, Chúa đã dùng bà là một con người tội lỗi, nhưng mà khi Thánh Linh của ngài chạm đến bà, Đức Chúa Giê-xu đã gặp bà đã có thì giờ bà nói chuyện với Chúa, bà trở nên một công cụ sắc bén và đem cả làng của người Samari trở lại với Chúa Giê-xu. Anh em có muốn đem cả nhà mình đến với Chúa Giê-xu không? Tự mình làm được không? Không được. Chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải cần, bây giờ ngày hôm nay chúng ta không đợi ai quăng áo choàng cho mình cả, vì Chúa Giê-xu mặc cho chúng ta áo choàng của sự cứu rỗi, áo choàng của sự công bình. Cho nên chỉ điều chúng ta hãy nhờ Chúa dạng dĩ ở trong sự hiện diện của ngài, ở trong sự thờ phượng của ngài, ngài sẽ làm cho sự sức dầu đó được bùng nổ. Hallelujah. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nói: ôi tôi không được đi đại hội, chỗ đó nghe được ơn quá, đại hội chỗ này được ơn quá, cảm ơn Chúa vì có những đại hội được ơn.
Nhưng mà anh em biết cái sự sức giàu mà được phát triển và được giữ và được văng ra tại chỗ chúng ta quỳ gối thờ phượng Chúa, tại chỗ chúng ta học lời của Đức Chúa Trời, tại chỗ mà chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời thì sự sức giàu của Chúa bắt đầu tuôn đổ ra. Hallelujah. Đơn giản không? Cho nên hãy hướng về Chúa Giêsu, hãy tìm kiếm mặt Ngài, vì chính Ngài là đấng cung cấp cho chúng ta mọi sự, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẵn sàng hành động cho những người nào vâng lời Ngài. Và đây là một điều mà chúng ta cần lưu ý để Chúa Ngài làm việc với chúng ta, giữ đời sống mình thánh khiết. Chúng ta thấy chúng ta là con người, chúng ta dễ phạm tội không? Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa, nhờ lời của Đức Chúa Trời Ngài giữ chúng ta không dễ phạm tội. Tự nhiên cứ cho chúng ta nhảy ra liền. Ví dụ như có một người nào đó nhiều chuyện tới nói với chúng ta, Chúa cho chúng ta biết cái này không có ổn, cái này không được, chúng ta không dự phật. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta kể từ giờ phút này giữ tâm trí, giữ đôi mắt của chúng ta, giữ lòng của chúng ta, cũng như giữ cái điện thoại này. Nó chuyển giao qua đây rất nhiều luôn. Chỉ cần một tin nhắn, đời sống của chúng ta khác rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại, đời sống của chúng ta khác rồi. Cho nên hãy tập trung vào lời của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời. Hãy tập làm theo lời Chúa, nói theo lời Chúa. Chúa sẽ bênh vực chúng ta, vì Chúa nói rằng các ngươi gìn giữ lời nhịn nhục ta thì trong ngày hoạn nạn ta sẽ gìn giữ các ngươi. Đừng chỉ nói lời Chúa, sống theo lời Chúa. Anh em cũng muốn sống theo lời Chúa không? Hãy cầu nguyện anh em. Bây giờ chúng ta cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, con muốn sống theo lời Chúa, vì Ngài làm tất cả cho con rồi. Con muốn đợi áo choàng của người khác, vì con đang được Chúa bao phủ. Ngài đang ở trong con. Ngài giúp con sống đẹp lòng Ngài, sống thánh khiết để cùng làm việc với Ngài. Cho con có ơn để sống, có ơn để hiểu lời Chúa, có ơn để ứng dụng lời Chúa. Kể từ giờ phút này, cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta nghỉ trưa được chưa? Và ở đây Chúa, một cái điều mà tôi cảm ơn Chúa Thánh Linh, đó là tôi hay thích chuyển giao những cái Chúa cho tôi cho người khác. Tôi không sợ ai bắt chước tôi sẵn sàng những gì Chúa cho tôi qua những cái bài giảng tôi đưa cho người khác, giảng trước cũng được, không sao hết á. Miễn là lời của Chúa, lẽ thật của Chúa được rao ra, đó là điều đẹp lòng Cha của chúng ta ở trên trời. Cho nên tôi không coi lời bài giảng này là của tôi, vì đây là lời của Đức Chúa Trời, tôi chỉ sắp xếp lại thôi. Ai sử dụng cũng được hết. Cho nên trên ký mạng của nước Cha được đến, tôi không có để tên của cái người soạn bài, vì cớ tôi chỉ lắp ráp nhờ Đức Thánh Linh, chứ tôi không phải là người viết ra cái bài đó, mà đây là lời của Đức Chúa Trời. Và anh em về, anh em ngồi xuống đọc lại, học lại với Chúa đi, anh em sẽ thấy rằng là lời Đức Chúa Trời có bố cục tự nhiên, và lời của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn khi chúng ta để dành thời giờ để tìm kiếm mặt Ngài, học hỏi thêm về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông Eli khi biết mục đích của Chúa cho mình. Hồi nãy giờ chúng ta đã được trang bị để hiểu về theo đuổi mục đích của Chúa giống như ông Eli hay là Elise. Thì bây giờ ở đây khi mà Chúa Ngài đụng đến, chúng ta phải làm gì thì chúng ta hãy học ở đây. Ở trong các vua nhất đoạn 19 câu 20 đến 21, Elise bèn bỏ bò mình chạy theo Eli mà nói rằng: xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp: hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì ngươi đâu. Elise bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn.
Đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc được. Ở đây chúng ta sẽ thấy những cái chữ ở đây. Ông Eli khi mà ông nhận được cái áo choàng, ông bỏ bò mình. Ông chạy theo ông Eli. Vì Eli trong thời điểm bây giờ là một người rất là nổi tiếng, một người rất là được ơn, một người rất là có quyền năng của Chúa. Cho nên khi bây giờ ông Elise nhận được điều này, ông có một thái độ dứt khoát để bước đi theo chức vụ mà Ngài đã kêu gọi Eli. Anh chị em biết ai là nổi tiếng hơn ông Eli không? Sai không? Chúa Giêsu của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta gặp gỡ với Chúa Giêsu rồi, chúng ta có quyết định như thế nào? Nhiều người nói, ôi thưa bây giờ tôi đâu biết làm gì, cho nên tôi đi nhóm, tôi trung tính dân hiến, tôi hát, tôi đọc kinh thánh, tôi cầu nguyện, tôi dọn dẹp nhà thờ, bất cứ gì tôi làm được, tôi làm. Cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà có một hội thánh đó, khi họ đến đó, họ nói cái ông mục sư này sao mà được ơn quá và nhiều người đến hội thánh. Những người trong hội thánh đó, họ nói, ông có biết tại sao không? Cái ông mà đứng giữa cửa đó, ông mở cửa cho người ta ra vào đó, chú dùng cái ông đó đem rất là nhiều người vào trong hội thánh. Hallelujah! Cho nên mình nghĩ, ôi ông mục sư, ông mà mục sư phải làm gì đó, phải làm chứ. Tôi đến đây, có một cô kia cô nói với ông mục sư là hôm nay mà em đi nhóm là coi như là được cho mục sư lắm rồi đó. Chúng ta đi nhóm là chúng ta đem những cái phước hạnh từ nhà đến hội thánh. Chúng ta đem những cái phước hạnh từ hội thánh về nhà. Amen không? Cho nên hãy cầu nguyện trước khi đến đây. Hãy chuẩn bị đời sống của mình trước khi đến đây. Và hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẵn sàng để phục vụ Chúa, vì con đã gặp một đấng nổi tiếng nhất cả trên trời dưới đất. Thật là phước hạnh vì con được làm con của Ngài. Hallelujah! Chứ mà ở hội thánh của tôi đó, bà nói với tôi là tôi đi Florida bằng người Mỹ, tôi không ở đây nữa. Tôi hỏi sao vậy? Mỗi tuần cứ gặp hoài mấy cái khuôn mặt này, chán quá. Tôi thích đi gặp những người nổi tiếng, tôi thích đi gặp những người lạ. Còn cái này cứ tuần nào cũng có gặp bấy nhiêu. Tôi nói, ồ, trước đây tôi cũng vậy đó cô ơi. Tôi cũng nghĩ là tôi phải đi kiếm người nổi tiếng tôi làm bạn. Bây giờ tôi gặp một người nổi tiếng quá này kia nên tôi hết muốn đi đâu nữa rồi. Đó là Chúa Giêsu. Bà mất một cái, bà đi mất tiêu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau đó bà đi một thời gian, bà quyết định bán những cái gì ở Florida để trở về lại với hội thánh của Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cho nên đừng có chạy, hãy ở đó, hãy phục vụ, rồi đến kỳ Chúa Ngài sẽ dấy chúng ta lên. Hallelujah! Và ở đây, một điều chúng ta thấy, ông Elise là một người rất là yêu thương cha mẹ. Muốn hầu việc Chúa, muốn được sức dầu, hãy yêu thương cha mẹ của mình. Và ông trước khi ông dứt khoát để đi hầu việc Chúa đó, ông nói gì? Xin phép cho tôi về hôn cha mẹ tôi đã. Nên để ý cái câu này. Nhiều khi chúng ta muốn được ơn mà chúng ta không biết những cái nguyên tắc. Cho nên muốn được ơn, muốn hầu việc Chúa, muốn được Chúa sử dụng, hãy là những con người biết tôn trọng cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, yêu thương cha mẹ. Rồi bây giờ ông nói là khi ông hôn xong rồi á, ông báo cho ba mẹ biết, giờ con đi hầu Chúa luôn rồi đó, con đi theo tiên tri Eli luôn rồi đó. Đoạn tôi sẽ theo ông. Ông Eli đáp, hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi. Ông quăng cái áo thôi, còn việc còn lại là Elise quyết định cho cuộc đời của mình. Chúa Giêsu ngày ban ơn của Ngài cho chúng ta, ngày mặc áo công bình cho chúng ta, ngày sức dầu cho chúng ta, ngày ban lời của Ngài cho chúng ta, ngày ban thánh linh của Ngài cho chúng ta, ngày ban danh của Ngài cho chúng ta. Chúng ta làm gì với những gì Chúa ban cho? Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho mình có sự khôn ngoan sử dụng những điều đó. Chắc có lẽ mình tôi có, anh em không có phải không ạ? Anh em có danh Chúa Giêsu không? À bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái gì mình có nha. Mình có danh Chúa Giêsu không? Vậy là giống tôi. Mình có thánh linh không? Vậy là giống tôi. Mình có lời Đức Chúa Trời không? Vậy là giống tôi. Mình có huyết Chúa Giêsu không? Mình có thiên sứ Chúa phục vụ với mình không? Ủa đâu có khác gì đâu. Cho nên kể từ giờ phút này, hãy biết rằng tất cả những gì của thiên đàng đó đang ở trong chúng ta.
bởi Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Bây giờ chúng ta nói cảm ơn Chúa Giêsu. Giờ con biết rồi. Con có mọi sự bởi Chúa Giêsu. Ngài giúp cho con biết cách để sử dụng. Và bây giờ đối với công việc này, trong câu 21, Elise bèn lìa khỏi Eli trở về bắt một đôi bò giết đi. Anh chị em biết là ổng cày là 12 đôi bò, 12 đôi đó, ổng là đôi thứ 12. Khi tôi đọc cái điều này tôi thấy rất là hay. Ổng không bắt mấy đôi bò trước để ổng làm thịt, mà ổng bắt cái đôi bò mà ổng đang sử dụng để làm thịt và đãi tôi tớ của ông để ông dứt khoát vị hầu việc Chúa. Hãy giải quyết những gì trong tay của mình, quyền hạn của mình. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta là những con người hầu việc Chúa phải biết những điều chúng ta có thể làm và những điều chúng ta không nên làm. Anh em có để ý điều này không ạ? Gặp cái chỗ đó đi, để về mà để ý. Ô, cảm ơn Chúa, giờ con không phải cái gì của người ta, con cũng muốn có quyền để làm theo ý của con. Nhưng mà những gì Chúa cho con có, con sẽ nhờ Chúa để giải quyết những điều đó. Ví dụ, bây giờ một cái nhà đó là của con mình. Mình có quyền thì cái nhà đó không? Nhưng mà nhà đó là của mình có quyền không? Đó. Cho nên khi là nhà của mình có quyền thì tất cả những cái gì không thuộc về Chúa trong căn nhà đó, mình có quyền để dọn dẹp nó. Nhưng mà nếu mình nói là nhà con của mình, thì mình có quyền cầu nguyện để Chúa làm việc trong lòng của con cái mình, và tất cả những cái gì không thuộc về Chúa trong nhà đó thì chúng ta cầu nguyện để ra lệnh cho nó phải lui ra khỏi đó. Em nói được chưa? Nhiều khi chúng ta không biết, cho nên cái chuyện gì chúng ta cũng nghĩ là chúng ta giải quyết được, nhưng mà chúng ta phải đi trong luật của Chúa thì sự sức dầu của Ngài tuôn đổ trên mỗi đời sống của chúng ta. Và bây giờ trong chúng ta sẽ nhìn thấy ông tiên tri Eli, ông làm xong mục đích và chuẩn bị được Chúa cắt lên. Anh em có sẵn sàng để được Chúa cắt lên chưa? Không ai dám nói gì hết. Tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, ngày nào mà con yêu mến Chúa nhất, con hầu việc Chúa sốt sắng nhất, ngày đó Chúa đem con đi. Tôi không thích nằm đó mà chờ chết. Tôi không thích nằm yếu đuối, ngồi lạnh xa cách Đức Chúa Trời. Mà tôi muốn cái giờ phút nào mà mình mạnh mẽ yêu mến Chúa thì Chúa ngày đem tôi đi. Cho nên những ngày tôi còn sống trên đất này, một người tôi cũng vậy. 10 người tôi cũng vậy. Bất cứ người nào. Vì tôi phải chuyển giao những điều đó trước khi tôi về với cha của tôi ở trên trời. Anh em có gì để chuyển giao không? Có thể anh em có của cải. Em có nhiều thứ. Nhưng mà tâm linh của chúng ta chỉ có được ở trong lời của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Ngài sẽ vùi giúp để cơ nghiệp đời đời của chúng ta được tăng lên, được phát triển và đời đời. Cảm ơn Chúa. Ở trong Các Vua Nhì đoạn 2 câu 1, khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise ở Gilgal đi ra. Trong Ti-mô-thi nhì đoạn 4 câu 7, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Câu này là một câu vô cùng hay và là một câu mà ông Phaolô trả giá cả cuộc đời của ông. Anh chị em của chúng ta có đánh trận tốt lành không? Sao lầm thanh hết vậy? Bao nhiêu thắng, bao nhiêu thua? Nếu anh em để ý, anh em vừa rồi lên trên Ohio để cầu nguyện, tôi mua mấy miếng giấy tròn tròn thế này, nhiều màu khác nhau. Và tôi nói với anh em là tự kiểm soát lấy mình, coi thử là mình thắng bao nhiêu, mình thua bao nhiêu, hay là mình trung bình. Thì mình thắng thì dán vào một cái màu xanh, mình thua thì mình dán vào một cái màu cam, mà nếu mình trung bình thì mình dán cái màu hồng. Thì tôi không biết bữa nay có bao nhiêu cái cam nó xuất hiện, không biết nữa. Và khi mà chúng ta trong tối hôm qua chúng tôi có học bài học, đó là đắc thắng
sự đeo đuổi của kẻ thù. Anh em nên lấy cái bài đó, vì trong cái bài đó có những cái chìa khóa để giúp cho chúng ta đắc thắng mỗi ngày với Chúa. Anh em có thấy nhiều người họ có nguyên một đồng chìa khóa không ạ? Nhưng mà không biết cái nào hết. Cho nên lúc mà họ mở, chúng ta thấy sao? Lấy cái này thử, lấy cái kia thử, lấy cái kia thử. Mà nếu mà có ai mà ruột mình chạy không biết có cái chìa khóa nào để mở vào nhà nữa, phải không ạ? Cho nên bây giờ hãy tập để luyện, để biết cái nào là chìa khóa phòng, cái nào là chìa khóa đi ra, đi vào. Bất cứ chuyện gì, chúng ta chỉ cần bỏ chìa khóa vào, chúng ta mở được liền. Hallelujah. Cho nên nhiều khi chúng ta học nhiều quá, có nguyên một đồng chìa khóa mà không biết cái nào mở. Trong Kinh Thánh có rất là nhiều chìa khóa. Anh em cứ lấy cái câu đó, nói với cái nan đề đó, thì chính lời của Đức Chúa Trời sẽ mở cửa cho chúng ta. Và xin Chúa ngày cho chúng ta xong sự chạy. Chúng ta đang chạy về thiên đàng anh chị em. Mà nếu chúng ta không có xong cái sự chạy thì chúng ta thua. Và anh em thấy cái những người mà họ chạy đua đó phải tiếp tục chạy. Nếu đứng lại thì chúng ta đã bị lùi rồi. Vì tất cả mọi người đều tiến tới. Cho nên bây giờ tất cả mọi người đang tiến về thiên đàng. Chúng ta đang chạy đó. Chúng ta đang thấy, ủa tôi đâu thấy tôi chạy gì đâu. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta ngắn lại, ngắn lại, ngắn lại. Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta sắp tới đích rồi. Nhưng mà thái độ của chúng ta chạy như thế nào? Thôi từ từ chạy cho nó mệt. Già rồi mà. Biểu tôi chạy tôi đâu có chạy được. Nhưng mà anh em ơi, càng già bao nhiêu đó là càng chạy nước rút ấy nhiều đó. Phải không ạ? Cho nên chúng ta đang tiến về thiên đàng. Và ông Phaolô, ông đã xong sự chạy. Ông là một người chạy giỏi trên trái đất này. Và ông là người giữ được đức tin. Có một điều đáng buồn, đó là nhiều người họ làm được rất là nhiều việc lớn, nhưng mà cuối cùng họ không giữ được đức tin. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta giữ được đức tin. Chúng ta đặt tay vào cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của con, ngài giúp con đánh trọn tốt lành, xong sự chạy, giữ được đức tin và chuyển tải đến cho người khác. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Anh em có thấy mấy người mà họ chạy đó, họ cầm cái cây như nè, thế là họ chạy, thế là cái người đó chờ sẵn, họ đưa cái đó là người đó chạy tiếp. Anh em có thấy cái đó không? Y như vậy đó. Chúng ta xong cuộc đời này có người khác chạy. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, ngài dùng con. Và nếu những cái gì mà Chúa ngài muốn con để chuyển tải với người khác, để cho vương quốc của Đức Chúa Trời, con sẵn sàng. Ngày hay đêm, mấy giờ tôi cũng làm hết á. Tại vì sao? Sắp tới gần rồi. Chúa sắp trở lại, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu anh chị em ơi. Vậy là hồi nãy giờ tôi hỏi có ai để chuẩn bị để mà Chúa cất lên thì chưa có ai chuẩn bị phải không ạ? Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị vì chúng ta không biết ngày và giờ. Rồi bây giờ mục đích của Elise đi theo ông Eli để được thần của Chúa vận hành gấp đôi. Nhiều người thì nghĩ rằng là được Chúa sức dầu gấp đôi. Nhưng mà khi tôi đọc kỹ và tôi thấy là ông muốn sự vận hành của Chúa ở trên Eli bây giờ vận hành trong ông gấp đôi. Anh em có muốn Chúa vận hành trong đời sống của mình gấp đôi không? Muốn Chúa vận hành gấp đôi sẽ có chỗ gấp đôi cho Chúa vận hành. Vì lòng của chúng ta là nơi Chúa vận hành. Mà nơi Chúa nào là cay, nào là đắng, nào là đủ thứ trơn, có chỗ cho Chúa vận hành không? Không. Hôm nay chúng ta quyết định dọn nhà. Hallelujah. Sao có mấy người amen vậy, là tôi phải kêu một chiếc xe tải lớn lắm mà. Anh chị em ơi, cái lòng của chúng ta đó, có những người họ đau khổ từ lúc họ mới sinh ra. Rồi có nhiều người bị hà hiếp, nhiều người bị tổn thương, nhiều người có rất là nhiều vấn đề. Cho nên Đức Thánh Linh ngài muốn mà ngài không vận hành được. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu rồi. Bây giờ Chúa ơi, con muốn đời sống của con trống không, vì Chúa Giêsu khi ngài đến là ngài dọn sạch đền thờ. Anh em có muốn Chúa dọn sạch đền thờ không? Đừng để lại bất cứ một cái gì hết. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Có muốn thì không?
Muốn mạnh mạnh là tôi cầu nguyện mạnh á. Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài còn tại thế, Ngài đã dọn sạch đền thờ. Thân thể con là đền thờ của Chúa ngự. Con xin lỗi Chúa, con chấp nhiều lo lắng, buồn phiền, tổn thương, quá khứ, thất vọng, tiêu cực trong đời sống của con, cho nên Chúa không vận hành được. Vì xác thịt không thể làm việc với Đức Thánh Linh. Giờ phút này con đồng ý chết xác thịt để Thánh Linh Chúa hành động. Con tha thứ hết cho những người làm tổn thương con, chồng hay là vợ, con cái, dâu rể, anh chị em, ông bà, những người trong hội thánh, những người chỗ làm, những người chung quanh, con tha thứ hết. Con muốn lòng con trống không, con đồng ý cho Thánh Linh Chúa tra xét, dọn dẹp, thay đổi con, để con là nguồn phước cho những người chung quanh con. Chúa có thể sử dụng một chiếc bình bể, nhưng Ngài không thể sử dụng một chiếc bình dơ. Con muốn được sạch, Ngài chữa lành con, sử dụng con để thần của Chúa có chỗ mà vận hành gấp đôi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em biết ông Eli đó, ông hầu Chúa có 25 năm. Ông Elise, ông hầu Chúa 50 năm. Chúng ta thấy gấp đôi không? Và ông Eli ấy, thì ông làm hình như là có 8 phép lạ. Nhưng mà ông Elise là 16 phép lạ. Những gì mình xin Chúa, Ngài nghe. Những gì mình xin Chúa, Ngài sẽ hành động. Nếu chúng ta xin Chúa ơi, giờ con có một mình con tin Chúa, Ngài dần giữ con để không có chửi, không có la, cho con được tự do, con đi nhóm, vậy có mình lên thiên đàng à. Chúa ơi, con tin Chúa rồi, bây giờ cả nhà con tin Chúa, cả dòng dõi con tin Chúa, những người nào mà Chúa cho gần con mở đường cho con có cơ hội để rao giảng tin lành. Chúa, Ngài sẽ làm như vậy. Và có nhiều người không biết cái câu này, cho nên có cô kia, cô cũng nói là trong nhà tôi có mình tôi tin Chúa à. Tôi nói cô ơi, cô thì rỗi con đó đi. Cô nói một mình con tin Chúa để Chúa cứu cả nhà của con. Hallelujah. Amen không ạ? Cho nên Chúa đãi cho điều chúng ta xin. Nếu cô này nguy hiểm quá, tới bây giờ tôi nói nhiều cái mấy lần tôi làm hết trơn rồi. Tôi trước đây tôi cũng biết, cho nên tôi cũng làm như vậy, than thở với Chúa. Chúa ơi, cứu con. Chứ những người trong gia đình của con than miết không thấy chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khi tôi biết cái thẩm quyền của Chúa, tôi cầu nguyện thì bắt đầu Chúa hành động. Cho nên anh chị em cũng vậy. Hallelujah. Mà nếu có ai giận tôi thì nhớ nói chuyện với một sư Hạ Hồ á. Chứ tôi đi về rồi. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta thấy khi ông Elise, ông có một quyết định để đeo đuổi sự kêu gọi của Chúa, ông có gặp sự thách thức. Lần thứ nhất, ở trong các vua nhì đoạn 2 câu 2 phần A, Eli nói với Elise rằng: ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Dường như ông Eli, ông muốn đi một mình, ông muốn ông Elise đi theo câu kinh thánh này. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được là có những sự thách thức xảy ra khi chúng ta có quyết định để đi theo Chúa Giêsu, hầu việc Chúa Giêsu và để sự sức dầu của Chúa Giêsu vận hành trên chúng ta đối diện với sự thách thức. Có nhiều anh em ngay cả đến đây ngày hôm sáng hôm nay bị mưa, anh em cũng làm gặp một sự thách thức, phải không ạ? Rồi có những cái ở trong gia đình của chúng ta, cho nên ở đây chúng ta sẽ học cái cách, và đây là cái chìa khóa để anh em có thể cùng nhờ lời Chúa mà chiến thắng. Ông Elise, ông quyết tâm. Elise thưa với người rằng: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi xuống Bê-tên. Có ba địa điểm họ đi qua, và tôi không đi sâu vào cái đó. Tôi sẽ đi vào cái với sự kêu gọi, và nếu có cơ hội
chúng ta sẽ học xa hơn. Rồi bây giờ ông Elise ông gặp trở ngại với các môn đồ của những tiên tri. Vậy là anh em sẽ thấy rằng là lúc đó họ có trường tiên tri. Cho nên họ có những học trò được gọi là những môn đồ của các tiên tri. Bây giờ các môn đồ này họ biết ông Eli sẽ lên trời. Và ông đến họ nói các môn đồ của những tiên tri ở tại Bethel đến nói với Elise rằng anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Chúng ta coi cái câu trả lời này. Người đáp phải, ta biết, các ngươi hãy làm thành đi. Và ở trong câu số 4, chúng ta lại thấy có một sự thách thức nữa. Eli nói với Elise rằng, ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Jericho. Elise trả lời rằng, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người đi đến Jericho. Bây giờ các môn đồ nữa, anh em sẽ thấy cái những cái điều này nó nhiều khi nó tái đi, tái lại trong cuộc đời của chúng ta. Eli nói với Elise rằng ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Jericho. Elise trả lời rằng, tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi đến Jericho. Các môn đồ trong câu 5 phần A, các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đi đến gần Elise nói với người rằng anh có biết rằng ngày nay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của thầy sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Trả lời, người đáp phải, ta biết, các ngươi làm thân đi. Bây giờ đến lần thứ ba trong câu 6 phần A, Eli nói với người rằng ta xin ngươi hãy ở lại đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đan. Elise trả lời rằng tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người cứ đi với nhau. Chúa Giê-xu khi Ngài đi với các môn đồ của Ngài về làng Em-ma-út, Ngài dường như Ngài muốn đi xa hơn. Mà sau đó các môn đồ năn nỉ và họ được ăn bữa tối và họ nhận ra Chúa Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy có những lúc chúng ta phải nhận biết được cái mục đích mà Chúa muốn và có những cái quyết định trong đời sống của chúng ta. Dù là bên ngoài tấn công, dù là như thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải biết được sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Ông Phi-rơ nói gì? Anh em hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm như vậy anh em không hề bị vấp ngã. Anh chị em ơi, ngày hôm nay nhiều người vấp ngã. Có một cặp vợ chồng kia rất là tốt luôn, rất là yêu mến Chúa. Và khi đến đó thì thấy có nhiều cái sự sai trật ở trong hội thánh và người này họ muốn giúp cho mục sư, nhưng mà sau đó thì mục sư nói những cái điều làm tổn thương họ rất là nhiều. Thì thay vì họ nhận biết được sự kêu gọi của Chúa, họ đã hoàn toàn bị sụp đổ và trở nên cay đắng, tổn thương và bỏ lưu Chúa phụ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để dù hoàn cảnh như thế nào, hãy nắm chắc sự kêu gọi của Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta. Hallelujah! Và khi mà mình nắm chắc rồi, ai nói gì mình không có ảnh hưởng gì nữa hết. Anh biết Chúa kêu gọi mình rồi, mình đang làm cho Chúa mà. Và tôi tin đây là những điều Chúa đến để chữa lành tâm lòng của chúng ta. Vì chúng ta cầu nguyện là Chúa là cha của chúng con. Bất cứ điều gì mà làm cho con bỏ cuộc, tổn thương, không tiếp tục theo thầy, xin Chúa giải cứu con, để con tiến bước với Ngài, bên cạnh với Ngài, ở riêng với Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Và khi mà các môn đồ đó, những người lãnh đạo trong thời kỳ bây giờ khi mà họ bắt bớ đó, họ nói rằng là họ biết đây là những người thường ở với Chúa Giê-xu. Anh chị em ơi, ai mà thường ở với Chúa Giê-xu đó, người đó sẽ có quyền năng của Đức Chúa Trời. Ai thường ở với Chúa Giê-xu qua lời của Ngài, người đó sẽ được Chúa biến đổi. Ai thường ở với Chúa Giê-xu, Chúa sẽ dùng người đó để bày tỏ tình yêu của Ngài, về mình quen biết Ngài, mình nghe tiếng Ngài, mình hiểu được Ngài,
và mình sẽ nói trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Có một ông kia, tôi gặp rắc rối với ông, tại vì ông to lắm, ông người Mỹ, và đang cái giờ nhóm như vậy á, thì tôi mới hỏi rằng trong lòng của tôi có một cái sự cảm nhận, tôi mới hỏi rằng là anh có cha không? Ông nói là có nhưng mà là không. Và tôi hỏi rằng là hai ông bà có hầu về Chúa không? Nó muốn hầu về Chúa mà sao cứ trở ngại hoài. Thì tôi nói đơn giản thôi, thì mình có cha thì mình nói cha mình như thế nào thì sẽ rất là dễ dàng. Ông nổi cơn ông lên. Ông nói là tôi đến tôi khuấy động cái chuyện quá khứ của ông. Tôi nói anh ơi anh, tôi kêu ông, tôi nói anh ơi anh, anh đến anh giải quyết cái ông này dùm em đi. Giờ ông nổi, ông bực em, ông nói em thế này thế kia đó. Chồng tôi và hai mục sư nữa mời ông vào phòng. Ông cay đắng cha của ông 13 năm rồi. Và đến nỗi ông không còn nhớ tên của cha mình nữa. Và ông nói rằng bất cứ lúc nào ông gặp cha ông đều bấm cha của ông. Cảm ơn Chúa. Anh em còn nguyện giải cứu cho ông. Ông ra, ông đến ông ôm tôi, ông nói dù can đảm gì, can đảm cái gì, mình thấy mình cũng mất giọng với can đảm, nhưng mà tự nhiên Chúa khiến mình nói đó. Và cảm ơn Chúa thì hôm đó là thứ năm ông được giải cứu xong, thì tôi nghĩ không biết là ông nói là mấy ngày sau cha của ông xuất hiện sau 13 năm gặp. Cái tự nhiên trong lòng của ông nó nổi cái sự tức giận lên, ông nhớ là ông được giải cứu. Ông nói ông mời cha đi xem vườn của ổng, đi vào nhà của ổng. Cha ông hỏi thế này, con đi nhóm ở đâu vậy? Nói dạ con đi nhóm ở đằng kia kìa. Ông đến trực tiếp với ông sư đó và xin tiếp nhận được Chúa Giê-xu. Anh em thấy được phước không? Cho nên chúng ta phải từ bỏ nếu muốn được sự sức giàu. Và nếu những gì chúng ta học ở đây, dâu con chồng vợ ai đó làm tổn thương chúng ta về nhà chúng ta đối diện lại liền, con chiến thắng với Chúa Giê-xu. Và họ là những người cần được sự thương xót, cần được sự cầu nguyện, và con không trở lại con đường cũ nữa, con giết bò, con chặt cày, con nấu hết rồi, cho nên giờ con không liên quan gì tới nữa. Hallelujah. Amen không ạ? Dạ, tôi tin là Chúa sẽ khích lệ anh chị em. Mình hết giờ chưa hả? Hết giờ chưa mục sinh? À dạ. Mục sư mà cho tôi 15 phút là tôi làm 1 tiếng rưỡi á. Cái bài này hay lắm anh chị em. Cho nên tôi nhờ Chúa thì cái gì tôi nói được tôi sẽ nói. Và ở đây có 50 môn đồ đi theo cách xa. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo đứng cách xa đối ngang sông Giô-đanh, còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Các môn đồ này biết tiên tri Eli sẽ được cất lên, nhưng mà họ theo xa xa, họ nhìn xa xa. Mà Elise thì đi sát với ông Eli. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái trải nghiệm khi ông đi sát với ông Eli. Câu 8. Eli bèn lấy áo tơi mình cuốn lại, đặt trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi mình đi gần với lời của Đức Chúa Trời, mình đi gần với Chúa Giê-xu, thì tất cả quyền năng, dấu kỳ, phép lạ của Chúa sẽ bày tỏ ra cho chúng ta. Và ông trải nghiệm được điều này, còn 50 người kia ở xa nhìn, thì không thấy. Nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta gần Chúa hơn, yêu Chúa hơn. Và chúng ta thấy Môi-se rẽ biển đỏ, ông Giô-se Chúa đã rẽ sông Giô-đanh. Tôi nói lại, ông Môi-se Chúa dùng để rẽ biển đỏ, ông Giô-se Chúa dùng để rẽ sông Giô-đanh. Bây giờ chính ông Eli rẽ sông Giô-đanh cho ông Eli-se được trải nghiệm mà đi qua. Những cái gì Chúa làm trong quá khứ, Ngài cũng có thể làm lại trong hiện tại và tương lai. Hallelujah. Và đây là một điều để chúng ta nhìn thấy. Nếu anh em đọc, anh em sẽ để ý, và tôi để ý cái điều này. Tôi không biết các anh chị em, nhưng mà tôi thấy đây là cái điểm quan trọng nhất cho mục đích kêu gọi của Elise, đó là hãy xin. Các Vua Nhì đoạn 2 câu 9 câu 10. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng:
hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng, xin thần của thầy cảm động tôi bội phần, có nghĩa là hành động trong tôi gấp đôi. Chúng ta nói là hành động trong con gấp đôi. Hành động trong con gấp đôi bởi thánh linh của Ngài. Ông Eli nói với người rằng, ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời bằng chẳng thì không. Bây giờ chúng ta sẽ coi các môn đồ của Chúa cũng y như vậy. Trong Luca đoạn 11 câu 13, vậy nếu các ngươi là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thầy, huống chi cha các ngươi ở trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Trong Giăng đoạn 14 câu 12, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Hallelujah. Cho nên Eli được cất lên, Elise được sự vận hành Chúa gấp đôi. Đức Chúa Giêsu được cất lên, Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh và Ngài cho các môn đồ của Chúa làm những việc lớn hơn Ngài. Ví dụ, chúng ta thấy trước đây Chúa Ngài có thể có một đoàn dân đông 7.000 người, cộng với chồng với vợ nữa, chúng ta nghĩ là 20, 30, 50 hay là 70.000 người. Chúng ta tưởng tượng là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay như Reinhard Bonnke và nhiều người, Chúa cho hàng triệu triệu người đến để cùng tham dự, và qua Internet nhiều người cũng đã được sự chữa lành, sự giải cứu qua chức vụ của họ. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta làm những công việc lớn hơn những ngày mà Chúa Giêsu ở trên đất này. Chứ chúng ta không thể nào lớn hơn Chúa Giêsu được. Phải không ạ? Và ở trong câu 11, 12, hai người vừa cứ đi vừa nói với nhau. À, những cái gì mà còn lại là ông Eli, ông chia sẻ lại cho ông Elise trong thời điểm này. Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise bèn thấy, bèn la rằng, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn Elise không còn thấy người nữa, rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Bây giờ chúng ta coi các môn đồ của Chúa, vì tôi không có nhiều thời gian cho nên tôi đi qua để có kinh thánh cho chúng ta, và chúng ta sẽ thấy những gì Chúa làm là bày tỏ để công việc của Ngài vẫn tiếp tục. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 9, Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Chúng ta thấy giống ông Eli không ạ? Bây giờ ở trong Tesalonica nhất đoạn 4 câu 17, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở đây và Ngài là đấng thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Và chúng ta thấy cái quyền năng của Đức Chúa Trời đã hành động trên đời sống của ông Elise. Và bây giờ quyền năng của Chúa hành động trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì tôi không có nhiều thời gian cho nên tôi sẽ đi qua cái phần này. Tôi chỉ đọc câu kinh thánh ở trong công vụ đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trên trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cho nên Chúa Ngài không có giới hạn một người nữa, mà Chúa Ngài cho 12, tức là nghĩa là số được chọn. 12 là số đồng trị. Cho nên Chúa Ngài chọn hội thánh của Chúa, cho nên tất cả chúng ta đều được sự vận hành của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Chúng ta biết ơn Chúa về điều này, chúng ta chúng ta cầu nguyện. Anh em hãy thưa với Chúa về những gì chúng ta học ngày hôm nay, và sau đó tôi sẽ nhờ Chúa tôi hướng dẫn để chúng ta đồng một lòng, đồng một tiếng nói, đồng trong Thánh Linh ở trong danh của Đức Chúa Giêsu để trình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các anh em mỗi người tự cầu nguyện trước một chút xíu đi ha. Anh em nhận được gì từ Đức Chúa, anh em cứ cầu nguyện. Hello.
Quý có chứ em. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Xin Chúa ban phước trên hết thảy các anh chị em chúng con, Chúa ơi. Thánh Linh Chúa đang ở đây. Ngài muốn chúng ta đi về nhà với Ngài, làm việc với Ngài. Và Ngài sẽ dẫn cuộc đời của chúng ta từ nay cho đến đời đời. Cho nên hãy thưa với Ngài: con hiểu rồi, con biết rồi Chúa ơi, con cần Ngài Chúa ơi. Amen. Đổ đầy thần linh của Chúa trên con, cho lòng con được rộng mở cho Ngài hành động, sử dụng con để cứu cả gia đình của con, dòng dõi của con. Họ rất cần Chúa, họ đang cần được sự cứu rỗi. Xin hãy thương xót và sử dụng con cho ý muốn của Ngài, cho chương trình của Ngài. Con cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Bây giờ xin các anh em cùng cầu nguyện với tôi: lạy Chúa Giêsu kính yêu của con. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con. Con cần Ngài. Con cần Ngài. Con cần Ngài. Không có Chúa Thánh Linh, con không làm được gì. Không cả. Có Chúa Thánh Linh, con không làm con gì được cả. Con đẹp lòng Đức Chúa Cha. Cũng không có quyền năng để giảng tin lành. Con không có quyền năng giảng tin lành. Xin Ngài mở rộng lòng con. Xin Ngài mở rộng lòng con. Con bén gót theo Chúa. Con bén gót theo Chúa. Giống như Elise. Và giống như Elise. Con sẽ nhận được quyền từ Đức Thầy của mình. Bây giờ Thầy của con là Chúa Giêsu. Bây giờ nhà của con là Chúa Giêsu. Cho tất cả chúng con, ai cũng nhận được hết thì đưa lên. Chúa ơi, con sẵn sàng. Con nhận lấy những gì mà Cha ban cho chúng con. Hallelujah. Xin đổ đầy Thánh Linh của Ngài trên con. Xin đổ đầy ra khỏi sự trình trệ, nán lòng, khỏi sự trình trệ nán lòng hay bất cứ điều gì con muốn bước ra khỏi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Con dâng cuộc đời này cho Chúa. Con dâng cuộc đời này cho Chúa. Ngài sử dụng con. Cho sự tin nguyện của Ngài. Amen. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng tôi cũng hiệp ý cầu nguyện cho các anh em. Xin mời một sư hộ. Anh em cứ ai là người muốn sự vận hành của Đức Thánh Linh, không phải chúng tôi làm gì mà Chúa Ngài sẽ làm gì cho cái sự quyết định của anh chị em.